Bộ máy khoan 3 chức năng DeWalt DCD805 D2 bao gồm một thân máy, hai pin 2A, một sạc điện 220 và một thùng đựng. Bảo hành thân máy 3 năm, 1 năm pin sạc, một đối một đối với pin sạc. Con này là đầu autolock kim loại, có búa, công suất lớn dành cho công trình. Anh em công trình có thể tham khảo bộ này. DCD805 D2.